Do từ bé đã bệnh tật liên miên, đến khi làm vua lại phải lo quá nhiều việc, khiến cho sức khỏe suy mòn, Tự Đức đã sớm nghĩ đến việc xây lăng mộ cho mình. Địa điểm được chọn là một thung lũng hẹp thuộc làng Dương Xuân Thượng, tổng cư chánh thôn Thượng Ba, xã Thủy Xuân, thành phố Huế ngày nay. Khi mới khởi công xây dựng, Từ Đức lấy tên Vạn Niên Cơ với mong muốn được trường tồn. Tuy nhiên, do công việc xây lăng quá khổ cực, dân chúng ca thán: Vạn niên là vạn niên nào, thành xây xưng lính, hào đào máu dân. Ngày 8 tháng 9 âm lịch năm Bính Dần 1866, tức năm Từ Đức thứ 19, nhân sự bất mãn đó, với lý do tôn phụ Đinh Đạo, con Hồng Bảo lên ngôi, Đoàn Hữu Trung cùng với đồng sự khởi nghĩa. Những người tham gia khởi nghĩa phần đông là nhân công xây lăng. Họ dùng chày vôi làm vũ khí nên tục gọi là giặc chày vôi. Tuy nhiên, cuộc đảo chính thất bại. Do sự việc này, vua phải thu nhỏ quy mô lăng, đổi tên là Vạn Niên Cơ Thành Khiêm Cung và viết bài biểu Trần Tình để tạ tội. Năm 1873, Khiêm Cung được hoàn thành. Dù là một khiêm lăng nhưng lăng Từ Đức vẫn rộng khoảng 12 hectare, lớn gấp 10 lần lăng Gia Long. Gần 50 công trình trong lăng ở cả hai khu vực tẩm điện và lăng mộ đều có chữ Khiêm trong tên gọi. Lối đi lát gạch bát tràng bắt đầu từ cửa vụ Khiêm, đi qua trước Khiêm Cung Môn, rồi uốn lượn quanh co ở phía trước lăng mộ. Qua khỏi cửa vụ Khiêm và miếu thờ Sơn Thần là khu điện thờ, nơi trước đây là chỗ nghỉ ngơi giải trí của nhà vua. Đặc biệt, trong tổng thể kiến trúc Khiêm Lăng có tòa bi đình với tấm bia có số lượng văn tự nhiều nhất tại Việt Nam, khoảng 5.000 chữ Hán khắc trên cả hai mặt bia. Cũng có tấm bia có kích thước đồ sộ, trọng lượng lớn nhất trong các bia cùng loại ở lăng Hoàng đế thời Nguyễn, 20 tấn. Sự ra đời của tấm bia Khiêm Cung cũng là một bi kịch của cuộc đời Từ Đức. Theo thông lệ, văn bia tại lăng vua cha phải do vua con soạn, thường là ca ngợi tính tình, đức độ và công nghiệp của cha. Thế nhưng, Từ Đức không có lấy một đứa con, thành ra phải tự soạn văn bia cho chính mình. Ngày 16 tháng 6 năm Quý Mùi, tức là 19 tháng 7 năm 1883, vua Từ Đức qua đời, hưởng thọ 54 tuổi, ở ngôi 35 năm, lâu nhất trong các vua nhà Nguyễn. Miếu hiệu là Dực Tông và thủy hiệu là Anh Hoàng Đế. Ngay khi ông mất, lợi dụng lúc triều đình còn đang bối rối, ngày 20 tháng 8 năm 1883, hạm đội Pháp đã đánh thẳng vào cửa Thuận An, buộc triều đình của nhà Nguyễn phải đầu hàng và ký vào hòa ước Quý Mùi, hay còn được biết đến với cái tên Hiệp ước Hắc Măng. Và sang năm sau thì ký nốt hòa ước Giáp Thân, hay còn có tên gọi là Hiệp ước Paternot, kết thúc thời kỳ độc lập tự chủ của Đại Nam. Nguyễn Phúc Hồng Nhậm sinh ngày 25 tháng 8 năm Kỷ Sửu, tức 22 tháng 9 năm 1829 tại Huế, là con thứ của vua Thiệu Trị và bà Phạm Thị Hằng, sau chính là Thái hậu Từ Dụ. Khi còn nhỏ, Hồng Nhậm còn có tên khác là Nguyễn Phúc Thì. Ngoài ra, theo truyền thống hoàng tộc, Nguyễn Phúc có từ thời võ vương Nguyễn Phúc Khoác. Hoàng tử sinh ra để dễ nuôi sẽ được đặt thêm tên có chữ Mệ. Vì vậy, thuở nhỏ ông còn được gọi là Mệ Triếu. Hồng Nhậm lên ngôi vào tháng 10 năm Đinh Mùi 1847 theo di chiếu của vua cha Thiệu Trị. Bấy giờ ông 19 tuổi. Tháng 11 năm 1847, vua Thiệu Trị băng hà. Việc bỏ trưởng lập thứ này về sau đã đem đến nhiều bi kịch cho cả Từ Đức lẫn hoàng thất. Năm 1851, Hồng Bảo nổi loạn nhưng thất bại, bị Từ Đức tống giam và chết trong ngục năm 1854. Tháng 10 năm 1866, Đoàn Hữu Trưng gây loạn chày vôi, âm mưu lật đổ Từ Đức, đưa con trai của Hồng Bảo là Ưng Đạo lên ngai vàng, nhưng cũng thất bại.